Em định bỏ anh sao? Lão Tam, tại sao lão không theo ta nữa? Các người chán nản rồi phải không? À, hay các người bạc nghĩa? Vậy tại sao thù cha ta chưa trả, thúc phủ ta còn bị giam mà các người lại bỏ cuộc? Ta bẻ trăm lại quyết đoán tình, còn gì nữa đâu đừng nhắc lại thêm buồn. Công tử đã quên thù số không ca được, thì mỗi kẻ một đường giá biết sớm còn hơn. Lão Tam quyết định bỏ ta sao? Vì lão không thể theo hầu một người còn bất hiếu. Ta giết lão bây giờ. Ta ngồi đây một chút rồi sẽ vào sáo. Giang Minh em, anh yêu em nhiều lắm.
trời, Kỳ Giang Minh, sao nàng nỡ giết ta? Tại sao? Còn có tình yêu nằm trong tim trong óc, tôi không biết phải làm sao trả lại bây giờ. Dây tình yêu là mang nợ đến trọn đời, xin chủ nợ chở máu trong tim tôi cô càng hay lòng cho hẹn lại kiếp sau. Nhưng đúng ra tình yêu dục đến khi mình vừa mới gặp nhau, nay cũng không ai giam giữ được tình yêu, thầy đòi hỏi làm chi cho phụ bạn cay. Đã hiểu rồi khi Giang Minh đã chọn, và tôi cúi đầu nhìn quá khứ đi qua.